Thưa quý vị, thưa các bạn, Yên Bái là tỉnh miền núi có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển các sản phẩm đặc trưng như chế biến nông lâm sản, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển thủy điện. Bên cạnh đó, do nằm giữa vùng Đông Bắc và Tây Bắc, Yên Bái còn có điều kiện thuận lợi trồng các loại cây dược liệu, đặc biệt là cây quế và cây sơn tra. Vì vậy, những năm qua, tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển cây dược liệu, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân. Trong những năm vừa qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp trong phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, phát triển bền vững thị trường nội địa. Hoạt động xúc tiến thương mại trong nước như tham gia các hội chợ, tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, giúp cho doanh nghiệp tiếp cận với thị trường cũng như tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiết giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Là tỉnh trong quy hoạch vùng dược liệu khu vực Trung Du miền núi Bắc Bộ, bởi có nhiều loại cây dược liệu đang được trồng và phát triển. Trong những năm qua, song hành cùng hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, Yên Bái còn có chính sách cho nuôi trồng, khai thác, bảo tồn, phát triển dược liệu đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Đối với các sản phẩm có thế mạnh của Yên Bái, đặc biệt các sản phẩm nông sản, nông lâm sản, thủy sản, tức là các sản phẩm có thế mạnh, thì chúng tôi cũng đưa tất cả các cái nội dung mà hỗ trợ cho cái chương trình xúc tiến thương mại, kể cả chương trình quốc gia và chương trình địa phương, là hỗ trợ cho tất cả doanh nghiệp, hỗ trợ quảng bá, giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm trên các cái phương tiện, trên các thông tin đại chúng qua rất là nhiều kênh. Và cái trực tiếp thì những năm ở đây gần đây chúng tôi cũng đưa đi tham gia tất cả các hội chợ, đặc biệt là các hội chợ trong chương trình khuyến mại quốc gia ở các tỉnh thành trong cả nước, kể cả nước ngoài. Với thế mạnh của sản phẩm, chúng tôi cũng đang có chương trình mở rộng và cũng đã đưa vào áp dụng trong 10 năm vừa qua. Cũng nhờ có kênh bên Sở, bên Bộ Công Thương cũng giúp đỡ để có nhiều cơ hội đi giới thiệu sản phẩm trong các vùng miền trong cả nước, thì cũng được bà con đón nhận rất là tốt và cũng phát triển được trong các thị trường trong nước. Văn Yên nói riêng và vùng miền núi phía Bắc có rất nhiều loại dược liệu quý hiếm, trong đó tinh dầu quế và long não có chất lượng tốt. Cây quế ở đây được người dân trồng từ lâu đời, gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là người Dao ở huyện Văn Yên nói riêng và Yên Bái nói chung, đã trở thành một trong những nguồn thu nhập chính của người dân. Với sự trợ giúp của các cấp ngành, những năm 2006-2007, Hợp tác xã Tĩnh Dũng, nay là Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược Đại Phú An, được thành lập và nhanh chóng ổn định mô hình kinh doanh tổng hợp, phát huy lợi thế về lâm sản trên vùng cao Yên Bái. Nhiều năm qua, các doanh nghiệp Yên Bái nói chung và Nam Dược Đại Phú An nói riêng luôn coi trọng công tác xúc tiến thương mại thông qua việc tham gia các hội chợ triển lãm, hội chợ OCOP để quảng bá các sản phẩm nông sản đặc sản của địa phương như quế, các sản phẩm được chế biến từ quế, long não. Ngoài việc phát triển bảo tồn nguồn dược liệu quý của địa phương, nhận thức được xu thế phát triển của du lịch xanh dựa trên thế mạnh về chăm sóc sức khỏe, đơn vị này đã xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe. Trong đó, khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe hội tụ đầy đủ các yếu tố của một khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam hướng đến chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp, là điểm du lịch độc đáo dành cho du khách trong và ngoài nước khi đến với vùng Tây Bắc của Việt Nam. Vùng Văn Yên này là đã xác định được một cái vùng gọi là vùng nguyên liệu. Đấy, cái đó là tạo việc làm cho bà con, đặc biệt là các bà con dân tộc ở đây. Thì cái này thấy là một cái việc làm rất là tốt và đúng hướng. Cho nên là cái xúc tiến thương mại của chúng tôi, Trung tâm xúc tiến thương mại của tôi rất là tích cực hỗ trợ cho cái việc quảng bá, giới thiệu, tuyên truyền cái sản phẩm này. Với thế mạnh của vùng Yên Bái thì chúng tôi có nghiên cứu và đưa vào nuôi trồng các cây dược liệu với cái thổ nhưỡng và khí hậu ôn hòa có thể thuận lợi cho việc trồng cây dược liệu. Chúng tôi cũng đã và đang mở rộng rất nhiều vườn thuốc và đang thâm canh mở rộng nhiều các cái khu rừng để có thể cho bà con trồng cấy thêm cho mình. Để phát triển ngành dược liệu không chỉ giúp xóa đói giảm nghèo mà còn giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu, các cấp ngành cần nhận thức đúng về giá trị kinh tế của dược liệu và cây thuốc không chỉ phục vụ cho sản xuất thuốc chữa bệnh mà còn có khả năng tham gia chuyển dịch cơ cấu cây trồng, sản xuất hàng hóa nâng cao giá trị kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững. Cần đẩy mạnh chính sách thu hút đầu tư của các doanh nghiệp dược trong và ngoài tỉnh để phát huy lợi thế của một tỉnh miền núi, còn nhiều tiềm năng về rừng và đất trong hoạt động bảo tồn, khoanh nuôi, trồng và thu hái, chế biến dược liệu, sản xuất hàng hóa dược liệu, thuốc y học cổ truyền tại Yên Bái. Điều tra đánh giá đúng thực trạng sử dụng tài nguyên rừng và đất rừng để có chính sách cụ thể, phát triển theo vùng dược liệu, cây thuốc nam của vùng đất này.